Xin chào các bạn, mình là Suder đây. Ngày hôm nay, mình sẽ chơi game Dragon Island. Trong game này, mình được đưa đến những hòn đảo hoang có chứa những quả trứng rồng kỳ diệu. Mình sẽ phải đi khai thác nguyên liệu trong tự nhiên đem đến cung cấp cho trứng rồng để nở ra thành những con rồng vừa cực kỳ đẹp vừa vô cùng mạnh. Và mình sẽ thuần hóa chúng trở thành thú nuôi rồng, đi theo mình chinh phục những hòn đảo hoang chứa trứng rồng bí ẩn tiếp theo. Khởi đầu của hành trình khám phá đảo rồng của mình như thế nào, hãy xem đến cuối video để biết nhá. Với cả kênh YouTube của mình đang bị lỗi, chỉ có âm 20% các bạn đang xem video này là đã đăng ký kênh. Vì vậy các bạn hãy giúp mình sửa lỗi kênh YouTube bằng việc đăng ký kênh và bấm cái chuông bên cạnh nhá. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mình là một fan của loài rồng các bạn ạ. Và đây, nếu mà các bạn chưa thấy thì đây, hình nền để đây và cả cái áo này của mình nữa. Rồng trắng mắt xanh trong Yu-Gi-Oh. Và mình phải mặc cái áo này để mình có thể chơi được trò chơi này. Ok, hơi lag một tí các bạn, hơi lag một tí. Dragon Island, hòn đảo rồng đó. Mình rất hy vọng rằng là mình sẽ có thể ấp trứng và tạo ra cực kỳ nhiều con rồng xịn sò. Đây rồi, mình đang đi trên một con thuyền. Có vẻ như là mình là cái người kiểu Viking hồi xưa đúng không? Mũ lại cắm sừng như này. À đây, con có vẻ như đây là cái trứng rồng đầu tiên của mình. Và mình sẽ phải tốn 3 cái quả như thế này để mình có thể cho quả trứng này nở. Không hiểu sao trứng mà lại trứng rồng mà lại cần mấy cái hoa quả để nở nhờ. Ok, vâng các bạn ạ, mình như kiểu Minecraft ấy, dùng tay đập vào cây. Và khi đập cây nó sẽ rơi ra quả. Rồi, 3 quả. 1. Wow! Mình đã có bé rồng đầu tiên của mình. Bé rồng này không hiểu sao mới nở mà trông có vẻ là hơi béo các bạn ạ. Đổi lấy 2 quả để được một cái cây rìu. Úi trời, có vẻ hời nhờ. 2 cái quả này như kiểu quả thanh long ấy. Mà quả này nó còn tự mọc lại rất nhanh. Mà đổi được cả 2 cây rìu. Cây rìu sức mạnh cộng 1 có thể đánh được nhiều mục tiêu. Mình sẽ qua đảo khác để có được nâng cấp tiếp theo các bạn nha. Mình phải đạp. Mình dùng rìu bây giờ mình có thể chặt cây à? Ok, mình cứ tưởng rìu này để mình đánh nhau. Ai ngờ rìu này để mình hái thanh long cho nó nhanh. Rồi, chỗ trên vai này. Wow, chỉ cần 6 quả thanh long thôi mà chú rồng của mình đã tiến hóa trở nên khá là dữ tợn và còn mọc cánh nữa nhé. Rất là khỏe. Và mình sẽ phải cho chú rồng này ăn đủ 7 con lợn. Vâng, cho chú ăn 7 con lợn. Mà muốn được tạo ra được trang trại nuôi lợn phải có 6 cái quả thanh long. Hợp lý đấy, hợp lý đấy. Vâng, mình đã hợp lý thế thôi. Chắc chắn là ngoài đời không bao giờ có chuyện như thế xảy ra rồi đúng không? Rồi, 6 quả thanh long cho vào đây. Và chúng ta có một trang trại nuôi lợn. Và mình sẽ dùng cái rìu để mình chém lợn các bạn ạ. Mình sẽ, thay vì mình chém đinh chặt sắt thì mình lại là chém heo chặt lợn. Đó. Ok, 8 con rồi, này ăn đi. Cúng cho mày này. Nó ăn kìa. Wow! Và con rồng của mình đã tiến hóa thành một cái quảng cáo các bạn ạ. Đó, xem nào. Wow! Chú rồng siêu khủng khiếp, siêu to của mình đây rồi. Và mình sẽ được cái gì? Ủa? Mình tặng chú rồng đấy xong là mình nhảy lên thuyền, mình đi ra đảo khác luôn. Nhưng mà mình trên đường mình đến đảo khác, mình đã mang theo một số lượng thanh long nhất định. Thì đây, nở ngay bây giờ. Đây chính là chú rồng đó gì nữa. Chú rồng này có sức tấn công chậm các bạn ạ. Ok rồi, trò này có vẻ khá thú vị đấy. Mình sẽ đánh giá nó 4 sao. Mình có một chú rồng và chú rồng này có sức tấn công chậm. Và chú rồng sẽ đi theo mình. Tuyệt vời ông mặt trời nha. Bây giờ làm sao để mình thu thập được đống này đây? Ok, thu thập được rồi này. Mình sẽ đổ qua đây. Mình sẽ nâng cấp. Nâng cấp quảng cáo. Max 15, tối đa là 15. Và như vậy là cái khả năng mà chứa đồ của mình đã nhiều hơn các bạn ạ. Lúc nãy là khả năng chứa đồ của mình chỉ có 10 thôi. Đó. Như kiểu là có thêm cái ba lô. Thu thập đi. 10 cái này. Bây giờ tiếp tục này, chặt tiếp. Chú rồng này sẽ giúp mình bắn lửa, bắn quả cầu lửa vào những cái cây thanh long này để giúp mình hái quả dễ hơn. Muốn nở được cái này, trứng rồng này như kiểu trứng rồng ăn cỏ à? Trước hết bây giờ phải có trang trại nuôi lợn đã. Rồi. Rồng, bắn đi. Đúng rồi. Rồi, tiếp tục hỗ trợ em rồng của mình. Mày này. Chém. Rồi, đủ 8 rồi. Ui, thừa luôn các bạn ạ. Rồi, tiếp tục khai thác cái này tiếp này. Ui, full rồi. Ui, đúng rồi, mình chỉ có 15 thôi. Tối đa sức chứa của mình là 15.
Thôi phải xả bớt. Đó. Xả bớt chứ đâu phải là xem quảng cáo đâu. Rồi còn 3 cái quả thanh long nữa. Rồi mày này. Ok mình xin. Rồi đủ rồi các bạn ơi. Nào, quả trứng này sẽ nở thành một chú rồng. Ok, chú rồng xanh lá cây à? Và chú ấy còn đẻ ra một quả trứng cho mình nữa. Mình sẽ cầm quả trứng này cho vào đây. Và nó đang nở. Nó nở thành một vâng, có vẻ như là đây là một con rồng lai lợn các bạn ạ. Con rồng thì bắt đầu béo ít khí rồng rất lớn. Và nó chỉ có yên một chỗ mà nó bắn thanh long mà thôi. À, sau đó là nó sẽ tự động chuyển thanh long về cái ô này để cho khi nào mình thích thì mình quay lại mình nhặt. À, được đấy, tốt, có tác dụng. Đấy. Như vậy thanh long con rồng lợn kia nó sẽ giúp mình rồi. Nên là mình chỉ cần giết bọn lợn ở đây là xong. Đó, ok, thu hoạch đủ lợn rồi, 5 con lợn này và thanh long bên này. Rồi, quả đầy đủ các bạn ơi. Nâng cấp tiến hóa rồng. Yes! Mình thêm một quả trứng nữa. Và mình có mở khóa được một ô gì ở đây? Chưa hiểu. Từ, ấp trứng nữa này. Ấp trứng. Trứng này sẽ là một con này là con rồng gì đấy? Con này là con rồng trâu hay là rồng gì đấy? Có sừng các bạn ạ. Và con này nó bắn lợn. Ok. Con à, mình đi, con rồng lợn này nó đang đội mũ cao bồi nha. Rồi. À, đảo tiếp theo phải mình. Rồi, mình phải tiếp tục thu thập đủ 19 quả thanh long và 20 con lợn để cho con này nâng cấp, nó sẽ đưa mình sang đảo tiếp theo. Nhưng mà ở đây có một cái free. Cái gì free đây? Free. Ui, con rồng ơi, con này là con rồng chợ đen à? Wow! Con rồng chợ đen nó đã giúp mình từ đâu đúng đấy. Đây đúng đấy, tài nguyên từ trên trời rơi xuống là đây chứ đâu. Ôi, ngon quá, đỡ phải thu thập. Cho vào đây nào. Ok. Xin nốt cái này. Xin nốt đống lợn này. Cho vào đây. Yes. Ăn cho khỏe cho to vào và tiến hóa. Con này là con rồng thực vật các bạn ơi. Rồng cây và mình đã được lấy quả trứng của nó đem sang hòn đảo thứ 3. Hòn đảo thứ 3 có vẻ khá là bí hiểm. Và mình có cái gì free đây? Ôi cha, mình có cánh của quỷ free. Và nó giúp cho mình đi lại nhanh hơn, bay nhanh hơn. Rồi ok rồi, bây giờ mình phải làm gì đây? Đầu tiên, đây, mình đổ cho ông này, lấy một quả trứng. Rất tức luôn á. Trò này mình thấy khá là thú vị đấy, nhưng mà tức quá, quảng cáo quá nhiều. Đây, quả trứng đâu? Đây, trứng vào đây. Rồi, con này là con rồng lợn cao bồi. Heo cao bồi, con này chắc là sau này nó muốn thành xúc xích các bạn ạ. Đây là nó chứ đâu nữa. Rồng heo cao bồi, ok. Tiếp tục, mình sẽ đưa cho ông này để mình sẽ được nâng cấp tốc độ. Rồi. Từ từ, hỗ trợ tiếp này, thu tiếp cái này đi. 7 rồi. Ok, 8 à. Thêm một ít nữa. Làm trang trại. Rồi, trang trại heo. Ui, có một cái rìu vàng. Rìu vàng, rìu bạc. Rìu vàng 1 phút. Wow! Wow! Mình nâng cấp được rìu vàng. Ui! Sát thương quá khỏe. Chém quá mạnh. Đủ luôn. Thế nào? Trời ơi! Trời ơi, một chém đâu phải gọi là thôi rồi Lượm ơi các bạn ạ. Nào, tăng tốc độ. Yes! Mình đã có đôi giày có cánh giúp cho mình có tốc độ di chuyển còn nhanh hơn nữa. Nhặt quả trứng này. Đây, cho ấp trứng. Đây, con rồng trâu gì đây nè. Nó sẽ giúp mình thu thập lợn. Ok, trời ơi, quá tuyệt vời luôn. Sức mạnh của mình bây giờ nó đã lên đến gọi là đỉnh cao rồi các bạn ạ. Đỉnh của chóp là đây chứ đâu. Ok, đủ chưa, đủ rồi nè. Cho vào đây. Con rồng này có vẻ nó sẽ được giải quyết sau quảng cáo. Chúng ta có một trứng rồng mà nhìn như kiểu quả dưa hấu mà màu đen các bạn ạ. Lại còn bị cắm sừng nữa chứ. Hơi khó hiểu. Rồi, cho lợn này. Vào đây. Bây giờ là mình không cần phải đi thu thập với các bạn ạ. Thật sự không cần phải đi thu thập bọn này. Mình bây giờ đã có hai con rồng ở đây, nó đã giúp cho mình làm chuyện đó rồi. Rồi. Ok. Còn một con lợn nữa. Một con nữa nào. Ok. Rồi.
3 quả thanh long. Yes sir. Đây, thêm 41 con lợn đã không tôm cần. Yes. Và nở ra nó chính là, sao lại một con rắn nhỉ? Sao lại rồng, lại con này là con rồng không có cánh à? Sao lại ra con rắn là thì quái nào? Tôi cần là con lợn mà tôi cần con rồng mà sao tôi đẻ tôi con rắn thế này? Game này lạ thật đấy. Ô, quả trứng này nở này. Nở ra nó sẽ là con rồng thực vật vừa nãy, đúng rồi. Con này con rồng bắp cải. Và nó sẽ giúp mình tăng tốc độ. À, nếu mà từ con này nó có giúp mình đánh không? Ồ, không các bạn ạ. Con rồng này nó không có khả năng giúp mình tấn công, nhưng mà nó lại giúp mình tăng tốc độ di chuyển. Có con rồng lửa này, con rồng này nó giúp mình là tấn công để mình thu hoạch được các cái quả thanh long với cả lợn nhanh hơn. Rồi, có lẽ là mình sẽ để cho mấy con rồng heo cao bồi với con rồng trâu gì kìa, rồng trâu, rồng nhím này nó sẽ làm được cái chuyện đấy. Còn mình chỉ đi thu hoạch thôi các bạn ạ. Bây giờ ấy, mình đã tới cái mức độ ấy là mình chỉ cần đi thu hoạch, không cần động tay động chân rồi các bạn nha. Cái tạo gọi là không cần làm mà vẫn có ăn. Thêm một con lợn nữa nào, một con lợn nữa. Ok, đủ 4 con này. Rồi, 3 quả thanh long. Mình sẽ nâng cấp được con rắn này lên rắn đời 2. Rắn có giáp và mở ra trang trại. Con này là trang trại lợn màu đen à? Đây là lợn hồng với con lợn đen các bạn ạ. Rồi, nào, cố gắng nào. Thu hoạch. Ê! À không, mình nhầm, con rồng này nó không có đánh, đúng rồi. Ok, đủ rồi nè. Nào. À! Đây là rồng đầu bếp. À! Rồng đầu bếp. Chúng ta sẽ có từ lợn, thịt lợn sống cho vào đây. Rồng đầu bếp sẽ phun lửa trở thành lợn nướng. Eo rồi ôi, heo quay các bạn ạ, heo quay. Rồi ôi, tuyệt vời. Và món heo quay này mình sẽ đưa cho con rắn này nó ăn. Con rắn này nó cần 10 con heo quay. Vâng các bạn ạ, trò này đỉnh cao đấy. Tại sao mình bây giờ mới tìm được trò này để chơi nhỉ? Quá hay luôn các bạn ạ. Rồi, ok, như vậy là mình đã hiểu rồi nhá. Hiểu rồi. Rồi, thanh long đâu? Ok, 15 quả này, cho vào đây. Ok, lợn này, ôi, để con rắn này lên đời hơi phức tạp, hơi mệt đấy. Qua đây lấy thanh long. Rồi, qua đây lấy lợn sống. Đó, còn 2 con lợn nướng nữa thôi. Rồi, cho nốt con này đi. Rồi, tin nào, ok. Tranh thủ, con này. Bụp. Rồi, giờ chỉ còn là thanh long thôi. Ok, hỗ trợ con này mình lấy thanh long luôn này. Hái thanh long luôn. Rồi, ngon. 13 quả, ok, đủ rồi. Cho đây. Cố lên các bạn ạ, mình sắp tiến hóa được rồi. Sắp tiến hóa con rắn này thành rắn đời 3, rắn siêu mạnh rồi. Nào, và tiến hóa đi em, rắn 3 đầu. Mọc tay luôn các bạn ạ. Và nó sẽ đưa cho mình quả trứng rắn và đưa cho mình tới hòn đảo tiếp theo. Vâng, và những thử thách nào sẽ đón chờ mình ở các hòn đảo tiếp theo? Và các bạn có muốn được thấy những con rồng đỉnh cao đẹp tuyệt vời sắp tới nữa không? Nếu các bạn muốn, bấm like thật nhiều cho video này. Nếu video này được đạt trên 4.000 like, mình sẽ làm tiếp theo tập tiếp theo của Dragon Island, hòn đảo rồng nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Mình là Sudan và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở các video tiếp theo. Bye bye!